Điều gì khiến bạn dễ bị rạn da khi mang thai? Khi cơ thể thay đổi để thích ứng với thai nhi đang lớn, bạn có thể nhận thấy sự xuất hiện của các vết rạn da. Tìm hiểu nguyên nhân gây rạn da khi mang thai, vùng da nào trên cơ thể bạn thường bị ảnh hưởng nhất và điều gì xảy ra với chúng sau khi bạn sinh con trong video này nhé. Rạn da là gì? Rạn da là do những thay đổi ở các lớp ngay dưới bề mặt da. Bạn có thể nhận thấy chúng xung quanh bụng sau này khi mang thai. Khi thai nhi đang lớn dần, kéo căng các mô da của bạn, bạn cũng có thể thấy các vết rạn da trên mông, đùi, hông và ngực. Đa số các mẹ bầu không thể biết hiện tượng rạn da khi mang thai xuất hiện khi nào, tùy theo cơ địa của từng người. Theo thống kê, thì đến 90% phụ nữ trong thời kỳ mang thai gặp phải hiện tượng rạn da khi bước sang tháng thứ 6, thứ 7 của thai kỳ. Các vết rạn da sẽ lớn dần và nhiều hơn khi tuổi thai càng lớn và cân nặng của mẹ càng tăng nhanh. Điều gì sẽ làm tăng khả năng bị rạn da của bạn? Di truyền học. Nếu mẹ hoặc chị của bạn bị rạn da, nhiều khả năng bạn cũng bị rạn da. Tăng cân quá nhiều, quá nhanh, mang song thai trở lên, sinh con lớn. Bạn có thể ngăn ngừa rạn da khi mang thai không? Không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ loại kem, sữa dưỡng và dầu nào có thể ngăn ngừa rạn da, bất chấp tuyên bố của các nhà sản xuất. Bạn có thể hết rạn da sau khi sinh con không? Các vết rạn da sẽ mờ dần theo thời gian, nhưng thường không biến mất hoàn toàn. Bạn hãy cố gắng coi vết rạn da là biểu tượng cho những gì bạn đã đạt được khi mang và sinh con để có tâm trạng thoải mái. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.